Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 5 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tháng 5 âm lịch năm 2021 của tuổi Thân. Tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch của tuổi thân chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi thân tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp Xem tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, trong tháng này, cục diện thiên quan ngăn trở con đường công danh của con giáp tuổi thân. Thậm chí có những lĩnh vực bạn vô cùng tự tin nhưng nay cũng xuất hiện những cản trở nhất định mà bạn cũng không thể tìm ra nguyên nhân do đâu. Với ai đang làm lãnh đạo không được lòng mọi người, dường như bạn có cảm giác mình không có uy quyền gì trong mắt họ cả. Thực ra là bạn đang đi sai hướng từ lâu mà không nhận ra. Bạn đừng chỉ dùng mệnh lệnh quy định cứng nhắc để điều khiển người khác, chỉ khi bạn ân cần thấu hiểu mọi người thì họ mới tự nguyện làm theo những hướng dẫn của bạn. Có thể cái tôi của bạn quá cao nên bạn không đủ nhạy cảm và thấu hiểu người khác. Thời gian này bạn cần học hỏi nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm để sớm có thể chỉnh sửa lỗi lầm, cải thiện bản thân tốt hơn. Những ai đang theo đuổi việc học hành lúc này cũng có thể gặp một số rào cản và khó khăn trong việc học tập, nghiên cứu, nhưng nỗ lực sẽ giúp đem lại những kết quả tốt nhưng chưa phải là ngay bây giờ. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi thân âm lịch về phương diện tài lộc. xem tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi thân âm lịch, một số người tuổi thân tìm thấy cơ hội kiếm tiền trong đúng lúc mọi thứ đang càng trở nên khó khăn đối với bạn cũng như những người xung quanh. Dù đó là cơ hội phát tài nhỏ bằng chính năng lực của mình thôi thì cũng phải trân trọng nhé bản mệnh. Lục bạch gặp nhị hắc cho thấy việc làm ăn thuận lợi nhưng đó không phải là những cơ hội quá lớn hoặc có thể giúp bạn đổi đời, do đó, bạn cứ từ tốn thực hiện rồi sẽ có thành quả sớm thôi. Đây là thời gian mà một số cơ hội kiếm tiền hấp dẫn sẽ tìm đến với bạn, hãy sẵn sàng để nắm bắt lấy nó và thực hiện nó. Đừng để cho những rối ren xung quanh kéo lùi bạn lại, dù là việc này tích lũy được số tiền nho nhỏ thôi nhưng chúng sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn, tự tin hơn. Những ai kiên trì với thói quen tiết kiệm sẽ nhận ra lợi ích rõ ràng của nó trong thời điểm khó khăn, khủng hoảng như hiện tại thậm chí dù có bị thất nghiệp tạm thời bạn cũng có chút tiền để xoay sở cuộc sống trong thời gian tìm việc mới. Tử vi tuổi thân tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Tử vi tháng khuyên người tuổi thân cần hết sức thận trọng với chuyện tình cảm của mình trong tháng 5 năm 2021 âm lịch này có những vấn đề tưởng là nhỏ nhưng khi hai bạn không thể thống nhất cũng có thể gây ra căng thẳng kéo dài ngũ hành xung khắc dự báo về mối quan hệ không mấy tốt đẹp của những cặp vợ chồng trong tháng này có thể những nghi ngờ trong lòng bạn đã gia tăng sự lạnh lùng xa cách nếu cần làm rõ chuyện gì bạn nên thẳng thắn nói ra vì người ta không thể đoán giả đoán non suy nghĩ của bạn đâu có thể một hoàn cảnh khách quan nào đó đang gây cản trở cho tình cảm của bản mệnh với một nửa của mình tuy nhiên đừng quá chú tâm vào điều đó bạn nên tập trung vào việc xây dựng tình yêu với người ấy tránh lãng phí thời gian vô ích cho những người không đáng trong mối quan hệ tình cảm thì nhớ rằng chỉ có hai người mà thôi do đó bất cứ tác nhân ngoại cảnh hay bất cứ ai khác ngoài bạn và người ấy thì không xứng đáng được nhắc tới trong câu chuyện của hai bạn tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi thân âm lịch về phương diện sức khỏe. Xem tử vi năm 2021, thiên cầu hung tinh ghé thăm khiến con giáp tuổi thân liên tục phải đối mặt với những việc bản thân thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt không biết nên xử lý thế nào. Đó là tác nhân khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút rõ rệt biểu hiện là những đêm thao thức mất ngủ trong lòng không yên thậm chí có người thức tới sáng và lúc đi làm thì khó tập trung vì ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ điều mà bạn cần lưu ý đó là sắp xếp công việc xong sớm để được nghỉ ngơi khi lên giường đi ngủ thì không nên sử dụng điện thoại nữa ngoài ra bạn có thể thiền trước khi ngủ hoặc đọc một cuốn sách nhẹ nhàng giúp tâm hồn thư thái dễ chìm vào giấc ngủ sâu hơn tiết lập hạ trời nóng nên bản mệnh cũng bị nóng cả bên trong cơ thể đến từ tim, dạ dày, gan. Đó cũng là các bộ phận dễ bị tổn thương nhất trong thời gian này. Vì thế, nếu ai có bệnh nền liên quan thì nên tìm cách chữa trị và tìm cách tránh xa các tác động tiêu cực lên cơ thể của mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân trong tháng năm âm lịch năm 2021. 1. Bính thân thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết cần chú trọng việc dưỡng sinh tinh thần, giải tỏa áp lực. Quý nhân: Thìn, Mão. Tiểu nhân: Ngọ, Tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. 2. Mậu thân, thuộc mệnh thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, đừng quá bận tâm tới những bàn tán người khác về mình. Quý nhân, thìn, mùi. Tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. 3. Canh thân, thuộc mệnh mộc, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, chỉ khi bạn thể hiện sự dứt khoát bạn mới nhận được sự tin tưởng. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, dậu tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 4. Nhâm thân, thuộc mệnh kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức khẩu quyết bạn có những mưu kế phù hợp có thể giúp đỡ nhiều người. Quý nhân, tị, mùi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Năm. Giáp thân, thuộc mệnh thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết tránh nói nước đôi vì mọi người đang tin tưởng bạn hoàn toàn quý nhân, hợi, ngọ. Tiểu nhân, mùi tí.